Xin chào mọi người. Xin chào mọi người đang xem kênh Sườn Sơn TV. Hôm nay chị Sơn sẽ làm món thịt gà kho nước tương kiểu Hàn Quốc cho mọi người xem nha. Đây là thịt gà mình chuẩn bị sẵn một thao luôn, không có xương, chỉ thịt nạc thôi. Thịt đùi, thịt mình, thịt ức các kiểu rồi vậy đó mọi người. Gà kho thì mình không được để cho nó có mỡ, cho nên là mình sẽ cắt những cái cục mỡ ra. Mỡ nhiều quá, chị Đại hít hà, hít hà. Mình sẽ cho vô đây một ít nước tương nha bà con, một ít tiêu, một ít rượu soju. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Mình sẽ để đây 10 phút cho nó ngấm chút xíu nha. Bây giờ mình rưới dầu lên trên cái nắp chảo này. Mình sẽ để từng miếng thịt gà lên trên nắp chảo nha. Wow, mùi thơm bốc lên. Mình phải xi chiên qua sơ một quận á thì nó mới ngon được mọi người. Giữa thịt gà không chiên và chiên nó có vị khác biệt rõ ràng lắm. Mình sẽ chiên cho đến khi nào nó rám vàng. Nhau. Con heo nè bà con. Dạo này ốm cho nên bị nhăn da. À, chị Sơn quên bỏ gừng. Bây giờ mình sẽ cho bù vô thêm miếng gừng nữa nha. Và mình sẽ đậy nắp lại, đợi trong giây lát. Trong thời gian chuẩn bị chờ thịt gà chín thì mình sẽ sắc các loại rau củ. Nấm đông cô mình sắc làm tư, bỏ đuôi đi. Nấm đùi gà. Vietnam mình is. Hàn Kiều. Nè. Hàn Kiều mà hết toàn đấy nào. Ớt chuông màu đỏ. Ớt chuông màu vàng. Hành baro, hành củ. Hành chơi tới hai củ lận. Này mới tới hành baro nè. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vô đây một ít dầu hào nha. Thịt gà đã rám vàng rồi. Và các loại rau củ lúc nãy mình sắc vô một lượt hết luôn. Một ít siro bắp và ba trái ớt hiểm, nhưng mà chị Đại không có dám sắc ra để nguyên trái nè, sợ cay. Một ít tiêu. Một ít tỏi.
một ít nước mơ ngâm. Còn nếu như không có nước mơ ngâm thì mọi người có thể thay bằng đường hoặc là không bỏ cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm một ít cái nước gì nè mọi người. Rồi, mọi người xem nè, một cái này là dầu hào, còn cái này là dầu gì không biết nè. Lúc nãy là mình bỏ hai cái này vô nè, mọi người xem nha. Xem rồi làm theo nha. Wow. Cái này giống món xào hơn là món kho. Thơm quá mọi người ơi, thơm quá. Chừng nào mới chín mẹ? Ờ chứ ít rồi á. Cả hết ta. Ta hên để cho từ chỗ đi đến đây mà đi hai ăn nhiều. Sắp chín rồi mọi người ơi, mình xào thêm chút xíu nữa cho ba cái rau cải này nó chín là được rồi. Cái này món nhậu nè mọi người. Ôi. Tạm cho đi ha của ta. Bà mì chinh bà ra bà nói bà lẽ để bà làm ly. Đó. Rồi, bây giờ nó đã chín xong xuôi rồi, mình sẽ rải lên một ít dầu mè cho thơm nữa là tắt bếp được rồi nha mọi người. Ôi thơm quá, xá là thơm. Coi mọi người coi khói nó bay nè. Trời đất ơi, qua nhà bà hàng xóm sao chịu nổi. Và một ít dầu mè rang, mè rang. Ở Hàn Quốc ăn món gì cũng phải có dầu mè với mè rang cuối cùng trước khi tắt bếp hết trơn á. Một cái nét văn hóa ăn mè của người Hàn. Wow, bây giờ mời mọi người ăn với cả nhà mình nha. Múc lên dĩa. Có chứ mà. Chị Sơn kêu ăn ớt đi con. Nếu làm chết đó mèo. Hai chiếc ớt này có nhầm nhòi gì với tiêu. Nếu mà làm nó, hết hết rồi nè. Cái gì vậy mọi người? Ăn đi chị. Chúng mày là hết tổng. Chị Sơn kêu đừng ăn, con đừng ăn. Con nãy kêu ăn nên giờ đừng ăn. Chúng mày. Cay quá trời cay. Chị Sơn nói một ngày nó ăn mấy trái như vậy nè. Một bữa ăn nó ăn mấy trái như vậy nè con. 한국 고추는 이렇게 넣어서 해도 매운맛이 좀 빼요. 전혀 안 빼잖아 매운맛이. 나 그래서 안 매운맛 싶어서 이래 넣거든. 아니 빼요. 빼었어요. 그래? 네. 근데 막 하나도 안 매워 얘. 하? 아니 이게 이거 썼으니까 많이 안 매운 거예요. 생그러는 또 매워요. 김치 넣 ớt của Hàn Quốc khi mà mình nấu vô gì nè. Là nó cũng bớt đi cái độ cay, còn ớt này sao vẫn còn nguyên độ cay. Nhưng mà cái này nó là đã bớt rồi đó mọi người, chứ nó mà còn tươi nó còn cay dữ nữa. Tại bà chưa ăn nên bà chưa biết đó. Mình ăn nhiều rồi cho nên mình hiểu rõ lắm. 아프다. 땡초 가루를 사면 베트남 이거를 섞는다 한다. 매운맛이야. 술 맵단다. 그 이걸 넣어서 그 매운맛 아니다 지나. 그 뭐 음식 매운 요리야. 이걸 넣어서 그렇단다. 웬만한 땡초가 그렇게 안 맵대. 그러니까 한국 땡초랑 베트남 고추랑 맛은 다르네. 봐가지고 그러더라. 아예. 맛있다. 베트남 이거 매운 고추를 넣는다 이래. Ớt của Việt Nam mình á thì nó cay hơn ớt của Hàn Quốc chút xíu. Không sắc gì về kiểu như vậy. Nhưng mà mình thấy cũng tương đương nhau thôi mọi người. Cái trái ớt mà chấm với đậu tương mà chỉ ớt cay cay đó. Nếu như chim lên thì bằng. Là nó. Anh nhìn thấy cô chú có ship phải sao? Là nó rất là cay luôn, cay như nhau, nhầm trái nó cay dữ lắm luôn mà. Cái được chứ, cái mỗi tên cảnh sát cái nan đề.
그냥 먹겠대. 엄마랑 애랑 진짜 매운 걸 먹고. Hồi đó ai nói người Hàn ớt nhiều đồ món ăn cay đỏ đồ trời ơi. Không có ai. 진짜 먹고 싶은 것 같아. 친구야 되자. Không có ai mà vượt qua mình chứ. 뭐라요, 나. 대박 mọi người ơi. Thấy thèm quá. 맛있네. 밥죠? 밥 없다. 우리 밥 있는데. 왜? 밥 먹으면 배 나온다. 아니 밥은 뭐 자주 공부 잘. Chị Mỹ Trinh hỏi chị Sơn ăn cơm không? Chị Sơn nó không ăn cơm. Không ăn cơm là ăn thịt không mà cái bụng nó lòi ra dữ lắm đó. Bói xa xì mà ốc quá. Bói xa xì à? Mà xin nhỉ? Nấm nó rất là ngon luôn mọi người. Ừ. Ít lên làm tắm mua thay thì mình uống ấm của phải chứ mua cái nếp bên kia. Bây giờ. 작게 할래 그래도 이게 그냥 너무 작게 말라고. 야채랑 먹으면 맛있어. 학생도 좀 잘 먹겠다 그죠? Cái này mà cho mấy đứa học sinh là nó ăn chắc dữ lắm ạ. 아 날씨 좋네. Hôm nay thời tiết rất là mát luôn mọi người. Đẹp lắm. Bom, khai luôn. Việt Nam thì có cái gì nữa? Nè, ý kiến mình đề. Việt Nam thì nào? Từ. Cũng chưa hẳn thôi. Chị Mỹ Trinh hỏi ở bên Việt Nam mình có chỗ nào đi ngắm bông không? Việt Nam mình thì bông trải dài từ Nam ra Bắc rồi đó. 다육이 종류로 다 한에다 와 다육 종류가 진짜 많이 여러 방 물론 축제 얘기하고 있잖아. 아니 꽃도 진짜 진짜 난 종류야. 꽃이 피는데 와. 꽃 축제는 북쪽에 많이 있어요. 딱 북쪽에. 아, 그래? 남쪽에는 설날이 많이 있고 북쪽에는 그 여행지 꽃 축제 많이 있어요. 산에 올라가서. 아니, 산도 있는데. 들판에 꽃 한 들판에. 난 들판. 난 종류 꽃이. 요것은 이 많은 게 있더라. 지선 rất là thích trồng bông luôn. Bà nói bên Việt Nam á nhiều bông lắm luôn. Coi YouTube thấy. 난 종류가 많더라. Nhiều loại lắm. House 이 안에 bông mình nhiều loại bông lắm. 한번 볼게나. 와. 진짜 많이 본 것 같다 근데. 가가지고 우리. Miền Nam thì Tết thì có bông. Miền Bắc thì trên núi rồi đó. Mấy cái tỉnh vùng núi rồi. 그 외에 꽃이 잘 못 봤다. 나 유튜브 깜짝 Hoặc là trên Đà Lạt rồi. 왜 깜짝 놀래? 아니 따뜻한 데 잘 되는 거 없지? 거기 있는 거 따뜻한 거 있지? 지성 너 저거 따 거기 유튜브 봐. 다 hết hồn luôn. Tại vì nhiều loại bông á, bà phái á. 나유기 봐. 지 khoái lắm. 꽃도 적당히 줘야 된대요. 지 đại rất là yêu thích trồng bông luôn mọi người ơi. 예언 예상 봐라. 맞아요. 맞지? Nhà cửa tùm lum bông hết trơn á. Cả ngàn chậu chứ mít. Đúng. Đúng. Nhiều quá trời nhiều luôn. Mua suốt ngày luôn. 적당히 좋아하고 적당히 많아야지. 왜 thôi bà chị Sơn này bà làm dữ lắm. 지저분하다 이거. 맞지? Nè. 예원이는 chị Mỹ Trinh bà nói vừa vừa thôi. 다 bông 키우면 안 되고. Mình thì không có đọc trồng bông trồng hoa gì được hết trơn á. 돈 35,000원 주고 사가고. 너 다 죽었지? 나 내가 가서 살려갖고 두 군데 옮겨갖고 얼마나 잘 돼 있는데. 아 그래? 다주 가는 거. Mình mua bông thì mình trồng mà nó gần chết xong chị Sơn chỉ lụm. Chỉ lụm chỉ đi trồng là bây giờ ra được 2 cây rất là tươi tốt luôn mọi người. Nói như sơn nhân đâu kêu mà ăn được. Mình là trồng không cây gì trồng được chứ. Xương rồng cũng không trồng được. Cố phi nó rất là khổ. Rồi, hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của chị Sơn nha. Đăng ký nhấn chuông like và comment ủng hộ cho chị ấy. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye.